Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mời quý vị và các bạn đi thăm một cái dự án mà với cái tiêu đề video mình xin gửi đến quý vị và các bạn là nhà giàu ăn ngủ không yên khi bỏ ra hàng chục tỷ mà chỉ thu về cái bạc cắt, nghĩa là bạc lẻ đó quý vị. Lý do tại sao như vậy và nguyên nhân cũng như là cái tình hình thực tế như thế nào. Thì mời quý vị và các bạn cùng tham quan cái dự án này. Và trước khi đi vào tiếp, mời quý vị và các bạn cùng đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn rất nhiều. Trước mặt quý vị và các bạn đây là cái tổng thể của một cái dự án. Mà những cái dãy nhà này là những dãy nhà thương mại đó, những dãy shop house á. Nó ở trên trục đường chính của thành phố Thủ Đức. Rồi, giờ mời quý vị và các bạn cùng đi tham quan cái dự án này. Hiện tại Sài Gòn Camera đang chạy trên đường song hành từ hướng An Phú về Đỗ Xuân Hợp. Nghĩa là cái đường này là đường song hành với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và mình đi qua cái giao cái nút giao thông An Phú á, từ Trần Não chạy về đây á, từ Lương Đình Của chạy về đây thì nó cũng khoảng chắc cũng khoảng 2-3 cây số gì đó, 2-3 cây số gì đó, nghĩa là từ cái nút An Phú nha. Còn nếu mà từ cầu từ chợ Bến Thành về đây thì cũng khoảng từ 7-8 cây, mình án chừng chừng như vậy đó, cỡ đó đó quý vị. Thì đây là một cái vị trí khá đẹp và trục đường này là trục đường chính, nó nối từ các cái trung tâm quận nhất về quận 2, quận 9 ngày xưa. Đó, bên tay phải quý vị và các bạn đây là những cái dãy nhà phố thương mại đó, nhưng mà người ta gọi tiếng Tây thì bây giờ Tây như Tây hóa mất rồi, shop house, có những dãy shop house và những cái dự án người ta cũng lấy cái tên Tây không à. Thực sự cái dân mình nó kêu tiếng Tây rất là khó, rồi nhiều người ta đọc nó không chuẩn á, cũng khá vui. Tại sao người ta không lấy cái tên Việt rồi đi cho nó dễ đọc, người ta lấy tiếng Tây không? Và đây thì người ta cũng gọi là những cái dãy shop house. Thì tất cả những cái dự án đó, khi người ta làm lên, người ta chọn những cái vị trí đẹp, những trục đường chính và người ta xây nhà lên để người ta bán cho các cái nhà đầu tư. Thì những cái vị trí như thế này thì giá rất là mắc hơn ở trong cái khu nội đô, và người ta ăn nên làm ra đó nhờ những cái dãy shop house như thế này đây. Đó, nghĩa là người ta vừa ở rồi buôn bán để phục vụ cho cư dân ở khu vực đó. Nhưng mà thực ra bây giờ tất cả các dự án như quý vị và các bạn đã thấy, những dãy shop house này có chủ hết rồi, nhưng mà khá ê ẩm, mặt bằng thì người ta trả hàng loạt, ngay cả những cái quận nội thành, những cái trục đường chính của những quận nội thành người ta cũng trả, cho nên ở đây thì nó vắng vẻ là cái chuyện đương nhiên rồi. Và hàng hóa ví dụ như khi mà người ta đưa vô những cái dãy shop house này thì cái đối tượng phục vụ thì không biết là người dân ở đâu và người ta vô đây người ta mua những mặt hàng gì. Tại vì sao? Vì cái giá thành nó cao hơn so với bình thường. Cái thứ hai là cái giá trị nhà, cái giá tiền mặt bằng á, nó cao quá, người ta cộng vô giá thành. Đó là những cái mà các bạn làm phép tính cái là nó ra thôi. Đó thì những cái nhà đầu tư thực sự đây là những nhà giàu đó, người ta mua hết rồi, hầu như người ta mua hết rồi. Bây giờ thì có những người ta chịu không nổi thì người ta treo bảng lại, bán lại hoặc là cho thuê. Đó thì theo mình được biết cái dự án này thì khoảng 30 hectare đó, người ta làm rất là nhiều cái dạng nhà phố liền kề, biệt thự view sông, view hồ, rất là nhiều quý vị, kích thước khác nhau luôn và có giá cũng khác nhau. Thì như những cái dãy shop house này người ta rao bán khoảng 21 tỷ cho tới 22 tỷ một căn. Như vậy bình quân 100 m² thì chừng khoảng 1 m² thì chừng khoảng trên 200 triệu. Đó, với kích thước là diện tích 520 gì đó, 100 m², người ta làm một trệt và 3 lầu. Nó hoàn thiện cái phần ngoài, chưa tính cái nội thất bên trong các quý vị, chưa tính nội thất bên trong. Đó, khi mà các bạn về đầu tư cái nội thất bên trong thì phải trên 25 tỷ một căn. Nếu mà làm cả nội thất là trên 25 tỷ, 25 tỷ đó. Cho nên mấy cái giá rất cao luôn, rất giá cao. Và hầu như tất cả các cái dãy shop house của các dự án thì mình đi mình thấy toàn là cửa đóng then cài không. Thuê mướn thì cũng ít có người thuê. Và người ta sẽ bán những cái mặt hàng gì với cái lợi nhuận bao nhiêu để người ta có. Cho nên trong giai đoạn này các cái nhà giàu cũng khá nhức đầu và ăn ngủ không yên, là lý do là như vậy.
Đó, các bạn nhìn thấy không? Những cái dãy nhà rất là hoành tráng luôn, đẹp trên trục đường chính. Đó, nhìn bề thế vô cùng luôn, nó giống như ở một cái phố châu Âu vậy á. Đó, với cái diện tích 100 mét vuông thì trên 20 tỷ. Quý vị nhìn một số khủng khiếp không? Đó, thì đây thì nhìn cho nhà đầu tư với những cái nhà có tiền thôi, chứ mà dân thậm chí dân trung lưu người ta cũng không có đầu tư nổi đâu. Nó chỉ có dân giàu ta mua. Ở đây có một cái đặc biệt quý vị này. Đó, các bạn nhìn thấy cái bảng treo không? Cho thuê làm phòng trọ. Có nhức đầu không? Quý vị nhìn thấy không? Đó, thì một cái căn nhà thế này thì nổi bên trong thì người không biết người ta ngăn ra như thế nào. Nhưng mình nghĩ với một tấm như vậy á thì cũng có thể làm được hai phòng ngủ, hai hoặc ba. Ba thì hơi nhỏ chút, mà hai thì người ta dễ thiết kế hơn. Chứ trong đó mà ngăn phòng nhỏ 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 ra thì cũng rất là khó chịu. Ta thì không được bắt không biết bao nhiêu phòng trọ. Nhưng mà mình lấy bình quân đi, ví dụ như giờ ba tấm này thì cho khoảng 6 phòng. Và một phòng nếu mà các bạn thuê thì bao nhiêu? Người ta rao thì chừng khoảng 20 mấy triệu một tháng. Đó, cho thuê phòng trọ này, nghĩa là nó xuống mất một cấp hết rồi. Ngày xưa là shop house, bây giờ là shop trọ rồi, bây giờ là xóm trọ rồi. Quý vị thấy không? Đó, cho nên người nhà giàu người ta cũng rất là nhức đầu ở chỗ này. Đó, ví dụ như giờ các bạn bỏ ra nếu mà hoàn thiện căn nhà này khoảng 25 tỷ thôi, không ít đâu quý vị. Đó, với phần thô khoảng 20 trên 20 rồi. Bây giờ hoàn thiện mà ở được á là cũng phải 25 tỷ. Một năm các bạn nếu mà vay ngân hàng thì bao nhiêu tiền? Đó, cho 9 tấm, 9 chấm đi. À, 9 chấm cho 10 chấm đi cho nó dễ tính chút xíu rồi mình hạ xuống. Đó, nếu mà vay 25 tỷ thì một năm như vậy là 2 tỷ rưỡi tiền lãi đó quý vị, không đơn giản đâu. 2 tỷ rưỡi tiền lãi á. À, bây giờ mình hạ xuống 9 chấm thì cũng còn khoảng 2 tỷ trên dưới 2 tỷ. Đó, quý vị nhìn thấy không? Một con số khủng khiếp. Nếu những nhà giàu thật sự người ta có tiền tự có, người ta bỏ ở đây ta mua, ta tìm tiền của người ta nó không vay mượn á, thì còn chịu được. Còn nhà đầu tư nào mà vay mượn lướt sóng mà giờ lỡ ôm á là nổi trả tiền lãi không là coi như bạc tóc bạc đầu, không phải đơn giản. Đó, còn ví dụ giờ người ta trao cho thuê một tháng như vậy 24 triệu cho 25 30 triệu đi, thì một năm là mới 300 triệu 300 mấy chục triệu à, mà trong khi nếu mà đi vay nghe tiền lãi không là khoảng 2 tỷ trên dưới. Một con số cũng thấy không, nhà giàu đã khóc chưa, ăn ngủ không yên chưa. Đó là theo cái phép tính đơn giản của mình. Không biết các bạn có ý kiến khác thì xin bình luận comment bên dưới ngay để cho mọi người cùng tham khảo. Đó, thì trên đây mình đi mình quay hết cho các bạn một nguyên một cái dãy shop house trên một cái trục đường chính đẹp, cung cấp giá cả. Và bây giờ tại vì mình lý ra mình không quay này, nhưng khi mình chạy ngang qua đó mình thấy là cho thuê phòng trọ là mình thấy thôi rồi thôi xong. Nghĩa là người ta chịu không được, bây giờ người ta cho thuê để lượm lại được lại đồng nào thì lượm. Nó quý vị thấy không? Lượm lại được đồng nào lượm. Chứ mà một cái tháng như vậy được 30-40 mà bỏ ra hàng chục tỷ như vậy thì quý vị thấy như thế nào? Đúng là nhức đầu chưa? Đó, cho nên là bất động sản cũng là bất động sản luôn là như vậy. Nhiều người người ta nói lắm. Bây giờ một cái người bình thường thôi người ta cũng biết là bất động xong rồi sản luôn là như vậy. Đó, nghĩa là nó thị trường nó khắc nghiệt ghê gớm. Có những lúc người ta ăn nên làm ra vui vẻ, tiền vô như nước, nhưng mà tới thời điểm mấy năm 2-3 năm đổ lại đây thì người ta cũng khóc ròng, ăn ngủ không được, tiền bạc nằm đâu đâu, sổ đỏ quá trời, nhà cửa ở đó nhưng mà tiền lại không có. Đó, trên đây là mình phân tích cùng quý vị và các bạn. Chắc cũng nhiều bạn có ý kiến khác. Mình thì không thuộc loại nhà giàu, nhưng mà mình đi mình thấy cái hiện tượng là mình cũng ghi nhận lại để bà con cùng xem và biết được cái thị trường bất động sản cái thời điểm này mà thôi. Biết đâu sau này nó sẽ khác. Đó, mà thời điểm này là như vậy đó. Đau đầu ghê gớm. Đó, thì trên đây Sài Gòn Camera đã ghi nhận lại cái tình hình thực tế tại thời điểm này. Khu vực này là ở quận 2. Quận 2 quý vị ha, cũng gần với trung tâm quận nhất. Và trên đây là toàn bộ cái dự án ở đây cũng như những cái dãy shop house mình đã ghi nhận lại.
Và mình nhìn thấy một cái thực tế chung của tất cả các dự án, những cái dãy shop house, những căn nhà phố thương mại đều là cửa đóng then cài, mặt bằng thì người ta trả nườm nượp ở tất cả các cái quận nội thành, bây giờ lan ra các cái vùng ven luôn rồi. Cho nên những cái dãy shop house của những cái dự án thì không ngoại lệ đâu, vẫn như vậy mà thôi. Đó, cho nên là mình muốn phân tích như vậy để biết rằng người giàu người ta cũng ăn ngủ không yên đâu, và bạc tóc bạc tai cũng vì bất động sản. Tại vì người ta làm giàu trước đây nó dễ mà bây giờ nó cũng khó khăn vô cùng. Đó là cái chuyện quy luật của muôn đời rồi. Đó thì trên đây Sài Gòn Camera đã ghi nhận lại toàn bộ những cái tình hình thực tế về bất động sản cũng như những cái dãy nhà phố shop house. Khi mình thấy những cái hiện tượng nó hơi lạ lạ để ghi nhận lại cho quý vị và các bạn cùng xem. Đó, những cái căn nhà shop house hàng chục tỷ mà bây giờ lại cho thuê cái phòng trọ thì nó lại xuống mất một cấp hai cấp rồi, nhiều cấp luôn rồi. Nghĩa là phòng trọ thì người ta đơn giản lắm, người ta chỉ cần tường nhà cửa sạch sẽ, sơn phết đàng hoàng, có máy lạnh, có bếp, có nút là ok rồi. Người ta cũng không cần những cái nội thất gì đâu mà cao quý sang trọng. Đó là những cái suy nghĩ của mình. Cho nên khi những cái dãy shop house mà trở thành những dãy nhà trọ thì mình thấy một cái hiện tượng khá lạ và thú vị. Và muốn chia sẻ đến cùng quý vị và các bạn để tham khảo. Bạn nào có ý kiến bình luận, xin các bạn ghi nhận lại để cho mọi người cùng xem. Một lần nữa, Sài Gòn Camera xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Cũng mong rằng quý vị và các bạn luôn đồng hành cũng như đăng ký ủng hộ kênh Sài Gòn Camera để ngày càng phục vụ tốt hơn và ghi nhận lại những cái dự án nó có những cái gì đặc biệt hơn cung cấp đến cho quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Nếu có những cái gì mới và hay thì Sài Gòn Camera sẽ phản ánh lên đến quý vị và các bạn. Một lần nữa, xin chào tạm biệt.